Xin chào tất cả các bạn. Trên đây là hai loa di động đến từ hai thương hiệu rất nổi tiếng, đó chính là Sony XB12 và JBL Clip 4. Với tính di động cao và phân khúc giá khá là ổn áp, hãy cùng xem chiếc loa nào phù hợp với bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh hai chiếc loa này. Nhìn bên ngoài thì JBL Clip 4 có hình dẹt giống như một chiếc ví với trọng lượng chỉ 239g mà thôi, nhỏ gọn trong lòng bàn tay của bạn. Còn Sony XB12 thiết kế hình trụ dài giống như là một chiếc cốc với trọng lượng chỉ 243g mà thôi. Cả hai chiếc loa di động này đều có khả năng di chuyển tiện lợi với những chiếc quai đeo nhỏ xinh có thể treo vào ba lô, vali hay là xỏ ngón đều được các bạn nhé. Nếu như bộ màu sắc của loa Bluetooth XB12 có phần hơi đơn giản và nhàm chán thì JBL Clip 4 lại sở hữu bộ màu sắc đa dạng: đen, xanh lam, xanh rằn ri, xanh lục, hồng, đỏ, xanh lam, hồng và xám. Bạn thỏa sức lựa chọn, thể hiện màu sắc và cá tính và phong cách trẻ trung của riêng mình. Loa JBL Sony XB12 được trang bị công nghệ Bluetooth 4.2, còn JBL Clip 4 thì được trang bị Bluetooth 5.1. Đây đều là những công nghệ mới hiện đại nhất, nhưng loa Bluetooth Clip 4 cho khả năng kết nối nhanh hơn và ổn định hơn một chút so với loa Sony XB12 này. Phía sau của loa Sony XB12 được trang bị cổng micro USB để sạc và một cổng 3.5mm để các bạn kết nối. Clip 4 chỉ có vỏn vẹn một cổng USB Type-C bên dưới nhưng lại đem đến tốc độ sạc nhanh. Được thiết kế với mục đích chính là tiện di chuyển, phục vụ cho những bữa tiệc ngoài trời hay là những tiệc dã ngoại, cả hai chiếc loa Bluetooth JBL Clip 4 và Sony XB12 này đều được trang bị công nghệ kháng nước chuẩn IP67, chịu nước ở độ sâu là 1m trong vòng 30 phút. Do vậy mà bạn thoải mái vui đùa bên hồ bơi, bãi biển mà không phải lo xảy ra bất cứ vấn đề gì nhé. Mặt khác, ở sản phẩm Sony XB12 có nắp đậy cao su vào cổng kết nối, còn trên Clip 4 thì cổng sạc lại không che đậy gì, cho nên khi sử dụng loa các bạn cũng phải chú ý nhé. Xét về thời lượng pin của JBL Clip 4 cho khả năng chơi nhạc lên tới 10 tiếng liên tục, còn XB12 cho khả năng nghe nhạc tới 16 tiếng, hoàn toàn đáp ứng đủ cho những chuyến dã ngoại hay các buổi tiệc tùng của bạn. Nếu bạn muốn hạn chế sạc trong chuyến đi thì XB12 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Loa di động Sony XB12 được trang bị công nghệ XtraBus với bằng loa 46mm và có màng rung thụ động bên dưới, mang đến một cái không khí sôi động cho bất cứ buổi tiệc nào. Tuy nhiên thì các giải còn lại thì chưa được nổi trội cho lắm. Ngược lại thì JBL Clip 4 cho giải bass không mạnh bằng XB12, nhưng giải mid trên Clip 4 rất đáng giá, rõ ràng, thoải mái và chi tiết hơn hẳn so với XB12. Dù là lựa chọn JBL Clip 4 hay là Sony XB12 cũng đều đem đến một cái chất âm tốt, thời lượng pin bền bỉ. Nếu các bạn nghe nhiều thể loại nhạc thì có lẽ Clip 4 sẽ đáp ứng nhiều hơn. Còn nếu các bạn chỉ nghe rap, EDM thì XB12 sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Đến ngay Anh Đức Digital để được trải nghiệm thực tế và lựa chọn chiếc loa phù hợp với các bạn nhất nhé.